Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022, Thiền viện Bồ Đề, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trang nghiêm cử hành đại lễ dân y Katina đến chư Tỳ khưu đã an cư 3 tháng mùa mưa tại đây. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức lễ bái Tam Bảo, sau đó ban tổ chức đã cung thỉnh Hòa thượng Chánh Minh trụ trì chùa Bồ Đề quan lâm pháp tòa để ban thời pháp thoại đến toàn thể đạo tràng. Tiếp sau đó, theo truyền thống Ấn Độ thuở xưa, các Phật tử đã đội y bát, các vật dụng đi nhiễu quanh Phật điện trong tiếng kinh kệ trầm hùng vang dội để bày tỏ lòng tôn kính đến với Tam Bảo. Đại diện các gia đình thí chủ, các Phật tử đội tam y, bình bát, tác trình duyên sự và tác bạch cúng dường y Katina đến chư Tỳ khưu tăng đã 3 tháng an cư mùa mưa tại bổn tự. Sau đó, Thượng tọa Chánh Định, trụ trì chùa Tam Phước, tỉnh Đồng Nai và Thượng tọa Tâm Lượng, trú xứ chùa Xá Lợi Phật Đài, thành phố Thủ Đức đã thực hiện tuyên ngôn tăng sự để giao y đến cho Đại Đức Thiện Dầu, đúng theo truyền thống Phật giáo Theravada đã được Đức Phật quy định trong luật tạng Bali. Sau đó, chư Tăng đã khai mở khóa kinh an lành, chúc phúc và chú nguyện phước lành đến toàn thể đại chúng và gia đình thí chủ. Buổi lễ được kết thúc sau lời cảm tạ của đại diện ban tổ chức do Đại Đức Minh Tấn trụ trì Thiền viện Bồ Đề đến chư Tôn Đức Tăng và toàn thể đạo tràng tham dự.